Chào mừng các bác quay trở lại với kênh Điện Máy Việt Nhật. Hôm nay bên em xin giới thiệu đến các bác mẫu chuyên vít của thương hiệu Hukan với model là CV1033S. Đây là mẫu chuyên vít mới nhất của thương hiệu Hukan tính đến thời điểm hiện tại. Và trên video này thì em sẽ giới thiệu chi tiết từng sản phẩm của máy cũng như chút nữa em sẽ mở ra để chúng ta xem trực tiếp cái cấu tạo ở phía bên trong cũng như cái nội thất của máy nó xem như thế nào. Và các bác đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ bên em. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu chi tiết về sản phẩm các bác nhé. Toàn bộ sản phẩm thì được đựng ở trong cái hộp dạng vali như thế này nhé các bác nhé. Rồi tiếp theo nó sẽ có một cái cục sạc này, hai quả pin 10 cell và pin này của nó sẽ là pin 3 chấm các bác nhé, 21V đó, ok. Và trên pin thì có đèn báo đây, và phía bên trong thì cấu tạo của pin thì em cũng có mở một quả ra để cho chúng ta xem đó, đây các bác này. Rồi mỗi quả của nó sẽ là 1500 mAh được chưa đó. Đây là cái phần bo mạch của nó này, pin này thì nó sẽ có 3 cái con bo phét ở trên đây được chưa. Rồi đây là cái phần bảng mạch để báo này đó, báo pin này được chưa các bác. Ok, bây giờ chúng ta sẽ xem cái sản phẩm chính của chúng ta, chính là cái con chuyên vít. Chúng ta cũng có thể nhìn thấy cái cấu tạo của nó rất là nhỏ gọn và rất là ngắn, rất là phù hợp để chúng ta luồn lách vào những cái khu vực hẹp để chúng ta làm, đúng không các bác? Đó, được chưa? Thương hiệu Hukan, logo được dập nổi, thấy chưa? Đúc nổi. Rồi trên thân máy thì sẽ có đèn. Thứ nhất thì nó sẽ có đèn ở dưới chân đế này, đó để cho chúng ta dọi này. Rồi tiếp theo thì nó sẽ có thêm 3 cái đèn ở trên cái phần đầu vít này để chúng ta dọi vào chúng ta làm cho nó sáng các bác nhé. Rồi con này thì nó sẽ có cho chúng ta là phía dưới này nó cũng sẽ có đèn báo pin và nó sẽ có hai cấp độ quay nhé, nhanh và chậm đây đó, được chưa, hai cấp độ. Rồi ok, máy thì là được bao bọc bởi một lớp cao su ở phía ngoài cho chúng ta nắm cho nó không bị chân trượt khi tay ra mồ hôi. Rồi ok, nhìn máy khá là đẹp, khá là nhỏ gọn luôn, đúng không các bác. Rồi bây giờ thì đây con máy này thì em đã tháo ra đây để cho chúng ta xem cái nội thất ở phía bên trong. Đây thì toàn bộ máy em đã tháo ra đây rồi thì chúng ta cũng có thể nhìn thấy đây đó, của Rosa đây đó, được làm bằng dây đồng và cái sợi dây đồng này rất là to, rất là chắc chắn luôn các bác nhé. Rồi đây phía ấy của đầu của nó đây nhé đó. Rồi công tắc này, phần phía dưới này đó là cái trung tâm của điều hành của cái máy, là cái mạch, phần mạch của nó đây sẽ có một cái con tụ 25V đây. Rồi ok chưa các bác. Đó, toàn bộ sản phẩm thì em cũng đã giới thiệu đây rồi và chúng ta xem thử cái con này thì cái lực siết của nó sẽ là 280 N. Đó, vòng xoay của nó thì nó có hai cấp đây, một cái là vòng xoay là 4120 vòng trên phút, một cái là 2600 vòng trên phút các bác nhé. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ test thử luôn cái con máy này xem nó như thế nào. Ok các bác, và vừa rồi thì em cũng đã giới thiệu chi tiết về sản phẩm, thông số kỹ thuật cũng như là mở toàn bộ pin máy ra để cho chúng ta xem cái nội thất ở phía bên trong cũng như cái cấu tạo phía bên trong. Và vừa rồi thì em cũng đã test qua thử là sắt này, gỗ này. Thì thấy với con này với lực đập của nó, lực siết của nó là 280 N thì cũng khá là khỏe. Em cũng không cần phải đè tì đè nhiều, đúng không ạ? Đấy, con này nếu mà bác nào muốn sở hữu và muốn trải nghiệm qua cái sản phẩm máy chuyên vít của Hukan với model là CV1033S này thì vui lòng liên hệ em qua số điện thoại hoặc Zalo 0982051388 để hỗ trợ lựa chọn về sản phẩm. Và hiện tại bên em đang phân phối cái sản phẩm này với mức giá là 1.500.000, bao ship cho các bác toàn quốc và bảo hành cả pin lẫn máy là 1 năm các bác nhé. Đó, bác nào quan tâm sản phẩm thì cứ vui lòng liên hệ bên em. Và nếu có vấn đề gì trong thời gian bảo hành bên em sẽ cho ship vào tận nơi lấy máy đi bảo hành cho các bác. Vâng, cảm ơn các bác rất là nhiều đã xem video của em. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.